Chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân Thống Nhất đã giúp Hoàng Anh Gia Lai tiến sát hơn với mâm trên bảng xếp hạng cùng với những đại gia mới nổi như Topland Bình Định, Sơn Lâm Nghệ An hay đội bóng kình địch Hà Nội. Một chiến thắng đã nằm trong tính toán của thầy trò huấn luyện viên Getisak, ngay cả khi Hoàng Anh Gia Lai thiếu vắng Công Phượng, người ghi bàn nhiều nhất cho đội chủ sân Pleiku với 3 bàn thắng. Không phải chờ đến cuối tuần, mà ngay giữa tuần này thôi, V-League 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với 6 cặp đấu và đội bóng sẽ nghỉ vòng này là Đông Á Thanh Hóa. Câu lạc bộ có chiến thắng ấn tượng nhất của vòng đấu trước với 4 bàn không gỡ vào lưới của Sài Gòn FC. Hoàng Gia Lai, Big Mix Bình Dương, trận cầu không thể bỏ qua vào ngày thứ tư. Trong những chiến thắng giòn giã trên sân Đồng Pleiku ở mùa giải 2021, chỉ có Big Mix Bình Dương là đội bóng cướp đi 2 điểm của thầy trò huấn luyện viên Getisak sau trận đấu có tới 4 bàn thắng. Nhưng nhớ lại, đó lại là trận đấu mà đội chủ nhà mất đi cầu thủ số 12, là các cổ động viên do dịch bệnh có dấu hiệu lây lan trở lại. Trận thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh tuần trước đã là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Hoàng Gia Lai. Vì thế, gần 10.000 cổ động viên chắc chắn sẽ lấp đầy các khán đài tại sân đấu Pleiku. Phong độ của cả hai đội đang là khá trái ngược, khi trong 3 trận gần nhất, Hoàng Gia Lai đang bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa trên sân Quy Nhơn, thì Big Mix Bình Dương chỉ có được 4 điểm trước Nam Định và SCB Đà Nẵng. Nhưng mùa này, thật khó tin khi Big Mix Bình Dương lại biến những sân khách thành sân nhà mỗi khi phải hành quân xa. Cụ thể, 7 trên 9 điểm mà thầy trò huấn luyện viên Đặng Trần Chính kiếm được là đến từ sân của đối phương. Về tình hình lực lượng, chắc chắn với thành tích đang chưa ổn định, thì cả hai câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Big Mix Bình Dương sẽ có sự bổ sung tân binh cho giai đoạn tới khi vòng 8 kết thúc. Với Hoàng Gia Lai là tiền đạo Bruno Henrique, còn Bình Dương sẽ là một thủ môn ngoại. Còn trong trận đấu vào chiều mai, Công Phượng khả năng cao là đang trong tình trạng dưỡng thương, còn thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cũng bỏ ngỏ khả năng trở lại. Thủ môn trẻ Dương Văn Lợi vẫn đang làm tốt vai trò của mình với chỉ một bàn thua phải nhận sau 3 trận đấu vừa qua. Tuy không quá cao nhưng sự điềm tĩnh và an toàn đã khiến thủ thành sinh năm 2000 mang lại sự an tâm cần thiết cho hàng thủ của Gia Lai. Nguyễn Tiến Linh đang là đầu tàu trên hàng công của đội khách Big Mix Bình Dương với 3 bàn thắng. Thành tích ghi bàn đang bị chứng lại cho thấy sự khác biệt của các vệ tinh xung quanh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ là như thế nào. Còn đối với Văn Toàn, tịt ngòi đã 7 trận đấu tại V-League là dấu hiệu đáng nghi ngờ của chân sút người Hải Dương. Vì ở bất kỳ mùa giải nào với bất kỳ huấn luyện viên nào, Văn Toàn luôn là người chơi tốt nhất tại Hoàng Gia Lai. Big Mix Bình Dương có lẽ sẽ là đối thủ để giải hạn cơn khát bàn thắng. Khi 3 trận gần nhất đối đầu với đội bóng đất thủ, Văn Toàn đã có 2 bàn thắng. Washington Brandao đang có dấu hiệu ghi bàn trở lại với pha đánh đầu ở trận đấu trước. Tính rộng hơn, đây là bàn thắng bằng đầu thứ 2 của tiền đạo mà chơi chân mới là điểm mạnh. Một sự cải thiện tích cực và làm đa dạng về khâu triển khai tấn công của Hoàng Gia Lai. Bên phía đội khách, hàng thủ đang là vấn đề nhức nhối của huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh khi họ đã để thủng lưới tới 5 bàn trước những đội bóng không được đánh giá cao như SCB Đà Nẵng hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và với sự khát khao ghi bàn của những Văn Toàn, Minh Vương hay Washington Brandao, Tiến Linh và các đồng đội hãy ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới của Dương Văn Lợi để dự phòng cho sự lỏng lẻo của hàng thủ Bình Dương. Một chiến thắng sẽ giúp Hoàng Gia Lai trở lại với cuộc đua giành vé tham dự AFC Champions League, như huấn luyện viên Getisak đã nói. Khi lịch thi đấu của đội chủ sân Pleiku được cho là thuận lợi ở chặng đường phía trước, với cuộc tiếp đón Đông Á Thanh Hóa ở vòng sau, rồi lại được nghỉ hẳn một vòng. Sau đó là chuyến trở lại sân nhà thứ hai với cuộc làm khách với Sài Gòn FC. Mục tiêu của Big Mix Bình Dương trong các năm, sau khi họ không còn cái mác là Chelsea Việt Nam là top 3, nhưng trong các mùa gần đây, họ trở thành kẻ ngáng đường của các đại gia thì đúng hơn. Vì thế con mồi ngay trước mắt đã xuất hiện. Trận đấu sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 20 tháng 7 trên sân đội Pleiku. Bạn đánh giá đội bóng nào có ưu thế hơn ở trận đấu này? Hãy comment ý kiến xuống dưới nhé. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều.